Xin chào quý vị và các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi mình ý, tại sao là buổi diễn lại dụng nhiều thế? Thì mình rất là bận không có thời gian để chia sẻ à, tư vấn hết được. Cho nên hôm nay mình làm một cái video này để chia sẻ với à, các bạn quan tâm về cái vấn đề đó. Để xem được cái nguyên nhân tại sao nó lại dụng nhá, đặc biệt là trong quãng thời gian tháng 9 âm lịch trở về trước. Hiện tại bây giờ là 24 tháng 10 âm lịch này thì như các bạn đã biết đấy trong một năm trong một năm mà cây bưởi ra hoa cái trái ấy, thì sẽ có một cái khoảng thời gian mà mình canh tác trồng bưởi nhiều năm ấy, mình nhận thấy rằng cứ đến cái quãng thời gian đó là nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng đó là bưởi rụng thối rụng rất là nhiều tùy vào từng năm tùy vào thời tiết thì một trong những cái nguyên nhân đầu tiên ở đây phải kể đến các bạn nhé thì đó chính là do thời tiết do mưa nhiều nha các bạn nhé đặc biệt là ở ở miền Bắc chúng ta này trong cái quãng thời gian tháng 9 âm lịch về trước thì có một cái thời gian nó mưa rất là nhiều mưa tầm tã cho nên cái độ ẩm trong đất rất là cao là cái điều kiện thời tiết rất là thuận lợi cho việc nấm bệnh nó phát triển và nó gây ra cái hiện tượng thối hoại tử một mảnh quả sau đó nó chút nó rụng rất là nhiều Vậy thì cái cách khắc phục như thế nào? Thì cái việc đó thì thực sự là mình trồng bưởi bao nhiêu năm rồi và mình nhận thấy rằng cứ đến cái quãng thời gian tầm tháng 8 cho đến đầu tháng 10 âm lịch thì trong cái quãng thời gian đó thì bưởi nó thường hay hay rụng nhiều. Đặc biệt là cái bệnh thối nhũn ấy. Thì cái khắc phục ở đây ấy, thì các bạn lưu ý rằng cái đầu tiên ấy là phải giữ cho cái vườn của mình thông thoáng nhé. Thoát nước thật nhanh tránh để nước động sau những cơn mưa để tránh để động nước vân vân các thứ cái điều thứ hai là các bạn sau quãng thời gian mà nó mưa như vậy ấy, thì các bạn à, giải vôi bột cho mình như các bạn đấy giải vôi bột để có tác dụng nó là khử, à, khử phèn khử chua rồi thì khử một số những loại nấm bệnh nó hạn chế được cái việc à, thối nhũn quả cái biện pháp xử lý tiếp theo là các bạn có thể phun cái hoạt chất metalasin các bạn nhé có thể phun hoạt chất metalasin để hạn chế cái việc quả bị bệnh thối nhũn rụng thì tất cả những cái biện pháp như vậy ấy, thì sẽ có phần hạn chế thôi tất cả các biện pháp mình vừa nêu thì thực chất là không thể được tối đa 100% trăm đâu nha các bạn nhé nó chỉ hạn chế phần nào thôi à, quả nó vẫn sẽ dụng nhưng cái tỷ lệ nó ít đi đấy cho nên là sang đến tháng 10 âm lịch cái quãng thời gian sau đó nó sẽ nắng giáo trở lại thì cái việc thối nhũn rồi cái việc dụng quả nó sẽ bị giảm dần nha các bạn nhé Đấy là yếu tố khách quan tự nhiên do thời tiết nó đem lại thôi. Thì cái điều đó chúng ta can thiệp cơ học chỉ bằng một số những cái biện pháp như mình vừa mới nêu. Thì mình uh, tóm tắt lại thứ nhất là các bạn phải tạo cái độ rãnh thoát nước uh, thật tốt. Cái thứ hai là các bạn có thể uh, giải vôi sau cái quãng thời gian nó mưa nhiều. Đang trong thời điểm mưa hoặc là mưa tầm tã mưa giải rác thì các bạn có thể giải vôi, giải vôi bột ạ cái thứ ba nữa là nếu như thời tiết nó không mưa một cái tạnh một cái là chúng ta có thể can thiệp bằng cái việc phun cái hoạt chất uh, metalasin để hạn chế cái việc quả nó bị uh, nấm thối nhũn nhé là một số những cái biện pháp mà mình đưa ra để giải quyết cái việc thối quả dụng quả. Hầu như nhà vườn nào cũng bị. Nhà vườn nào phòng tốt, hạn chế tốt thì dụng ít. Còn vườn nào mà xử lý không tốt thì dụng nhiều thôi, còn cái việc dụng sẽ không tránh khỏi. Đây là cái việc hiện tượng thối nhũn nhá, thối quả. Ngoài ra thì cái hậu quả của cái việc mưa nhiều À, thì nó tác hại rất là lớn Ngoài cái việc gây dụng quả Thối quả như vậy ấy, thì Nó sẽ làm cho cái Quả của chúng ta hầu như là Đa phần là sẽ bị Bị bệnh ở trong cái quả bưởi Đặc biệt là ở đây Là một số quả là còn tồn tại lại Thì nó cũng đã có cái mầm bệnh Nó các cái biểu hiện Ở đây ấy, thì các bạn Thấy rằng khi bổ cái quả bưởi ra Bổ cái vỏ bên trong ấy thì các bạn sẽ thấy những cái nốt thâm thâm ở bên trong, đấy ít nhiều thì sẽ bị những cái nốt thâm, thì khi nắng trở lại thì có những cái quả đấy thì nó có thể vẫn giữ được, thế nhưng về lâu về dài thì nó sẽ không giữ được đâu, thì nó sẽ bẩn dụng thôi, thì những cái nốt đó nó bị âm ỉ ở trong ấy rồi, thì vô hình nó sẽ làm cho bưởi chúng ta chuyển sang trạng thái chuyển màu, chuyển sang trạng thái ngả vàng chín đấy thì một số nhà vườn à, bảo là chín sớm nhưng thực sự là chưa chắc đã chín sớm đâu do cái quãng thời gian mưa nhiều trước đó nó làm cho bị à, nấm thối nhũn và những quả nào còn sót lại thì nó cũng đã có cái nốt ở bên trong ấy thì vô vô hình là nó sẽ làm cho cái quả bưởi chuyển màu thì à, cái này thì nhiều người à, lầm tưởng là bị à, là là chín sớm nhưng cũng đấy là đấy cũng là một trong những nguyên nhân